Xin chào các bạn, chúng ta đang cùng đến với blog tâm sự của thứ hai. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu ngay với các câu hỏi. Như thường lệ vẫn sẽ có hai phần, đó là một phần liên quan đến đời tư của các thành viên trong S-Team, và thứ hai sẽ là những câu hỏi đậm tính công nghệ. Và bây giờ thì hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi này thì thực ra là liên quan đến Hạnh Chi nhiều hơn. Bạn Huy Thành Lê có hỏi là: em có một số câu hỏi dành cho anh nhưng hoàn toàn liên quan đến Hạnh Chi. Anh có yêu chị Hạnh giống em không? Anh có thể hỏi anh tân hộ em là anh đấy có yêu chị Hạnh giống em không? Anh có nghĩ là nếu em yêu chị Hạnh thì chị đấy sẽ yêu lại em không? Anh có thể hỏi chị Hạnh hộ em là chị đấy có yêu người kém tuổi không được không? Ở thời điểm này mà nói thì nếu như mà mình hay là bạn hay là bất kỳ ai đấy mà hỏi câu hỏi này với Hạnh Chi và nói rằng yêu Hạnh Chi thì chắc chắn là nhà bạn hoặc nhà mình sẽ sáng nhất cả khu phố ngày hôm đó. Vì vậy lời khuyên cho bạn là nếu như có yêu thương gì đó thì đừng nói ra với Hạnh Chi vào thời điểm này. Câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho máy bay. Câu hỏi của bạn Prince vẫn là nhờ mình gửi câu hỏi cho máy bay. Hiện tại em thấy anh máy bay bốc hơi hoàn toàn trên dòng S-Channel. Không thấy anh ấy đánh giá camera nữa, anh ấy đâu rồi anh? Anh nhắn với anh ấy là em rất nhớ anh ấy. Qua hình ảnh avatar của bạn thì có thể thấy rằng bạn là một người con trai. Tuy nhiên thì mình sẽ vẫn giúp bạn gửi lời yêu thương của bạn, gửi những lời nhung nhớ của bạn đến máy bay. Và mình sẽ thay mặt bạn. Đây là những lời thay mặt bạn chứ không phải là do mình nói ra đâu nhé. Máy bay à, Prince nhớ máy bay như là như cá nhớ nước, như chim nhớ trời, như thịt chó nhớ mắm tôm, như là bát miến nhớ thịt ngan, như là nồi cơm nhớ ổ điện, như là nước hàng kho thịt lợn. Thôi hoan hô, mình đã gửi giúp bạn những lời yêu thương đến máy bay và hy vọng máy bay sẽ nhận được trong thời gian sớm nhất. Còn đây sẽ là câu hỏi về đề tư cuối cùng trong ngày hôm nay. Em không muốn hỏi anh nhưng anh có thể cười như chưa bao giờ được cười không ạ? Xin anh thực hiện tâm nguyện của em đăng mãi nhưng chưa được của bạn Nick Gamer. Mình sẽ cười theo kiểu phù thủy cho bạn xem. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một số các tư vấn liên quan đến việc lựa chọn điện thoại. Và trong số những câu hỏi mà nhận được trong thời gian vừa rồi thì có lẽ nhiều câu hỏi nhất đó là liên quan đến việc với khoảng 8 triệu đồng thì nên mua điện thoại gì. Chúng ta sẽ có các câu hỏi ví dụ như của bạn Việt Vớ Vẩn này. Cho em hỏi tầm 8 triệu mà mua Note 5 cũ được không? Và mua đâu được đảm bảo? Bạn Phương Nam Cao cũng hỏi là bây giờ Galaxy Note 5 còn đáng mua hay không? Và nên mua bản Hàn hay bản Mỹ? Hay là một bạn khác, bạn Hồ Anh Dũng mở ngoặc Fast World thì có hỏi là không thích vọc vạch nên không lo chuyện rút máy. Nếu rút máy và fix hết thì máy Mỹ có dùng như quốc tế không? Hay là máy Mỹ có một vài lỗi vặt là lỗi gì và có khắc phục được không? Chỉ có khoảng 8 triệu mà muốn dùng Note 5. Cá nhân Note 5 là một trong số những lựa chọn thuộc dạng là thật tốt nhất trong khoảng tầm giá từ 8 triệu trở xuống. Và với các chiếc máy này thì có lẽ là các bạn nên lựa chọn bản Mỹ. Lý do thứ nhất là bởi vì hầu như các máy sách tay tại Việt Nam hiện nay đều là bản Mỹ, và chính xác hơn thì là nó đến từ nhà mạng Verizon. Và một số ít còn lại thôi thì là bản Hàn Quốc. Tuy nhiên thì số lượng máy hay đến từ Hàn Quốc là không nhiều như là những năm trước đây. S-Channel thì đã từng có video phân tích về lý do là tại sao chúng ta nên sở hữu một chiếc Note 5 của Mỹ. Và video đó thì các bạn có thể xem ở link đang hiện tại trên màn hình. Còn nếu để hỏi về việc là chúng ta nên lựa chọn phiên bản Mỹ hay là phiên bản Hàn Quốc để làm một chiếc máy có thể sử dụng lâu dài thì có lẽ là bản Mỹ sẽ là bản hay hơn. Bởi vì phiên bản Hàn Quốc thì thường ít được hỗ trợ hơn, còn bản Mỹ cộng đồng hỗ trợ của nó thì gần như là tương đương so với các phiên bản quốc tế. Vì thế mà bạn có thể, nếu như bạn thích vọc, là người thích vọc vạch, thì phiên bản Mỹ sẽ là một máy mà các bạn vừa có thể sử dụng lâu dài và vừa có thể nghịch rất là nhiều thứ với chúng. Những chiếc điện thoại ở tầm giá rẻ thì cũng là một chủ đề mà được rất nhiều bạn quan tâm, và đây chúng ta sẽ cùng đến với một số câu hỏi như vậy. Ví dụ như là câu hỏi của bạn Jackie Antonio là S-Channel tư vấn máy tầm giá 4 triệu, máy nào tốt nhất, và tư vấn một chút về Xiaomi Redmi Note 4. Thực ra thì ngay trong bản thân câu hỏi của bạn thì bạn đã nêu trúng chiếc máy được xem là tốt nhất hiện nay ở tầm giá dưới 4 triệu. Và Redmi Note 4 là một máy có thể được xem là tương đối hoàn hảo ở tầm giá này bởi vì nó có một thiết kế trau chuốt hơn này. Đánh giá về Redmi Note 4 cụ thể hơn thì các bạn có thể xem tại link cũng đang hiện trên màn hình, bởi vì S-Channel đã từng nói đến nó rồi. Nhưng mà có một số lựa chọn khác cũng khá hấp dẫn dành cho bạn, cũng đến từ Xiaomi. Ví dụ như trong khoảng này bạn có thể lựa chọn những chiếc Redmi Note 3 Pro, cả phiên bản chính hãng và bản sách tay. Nó cũng đều có sẵn với các mức bản bộ nhớ như là 16 hay là 32GB. Và mức giá của chúng, bất kể là hàng sách tay hay là chính hãng, thì đều chỉ loanh quanh trong khoảng 4 triệu trở xuống mà thôi. Chúng ta cũng có một câu hỏi khác nữa liên quan đến những chiếc điện thoại có giá thấp, đến từ bạn Phong Lam. Trong tầm giá 3 đến 5 triệu nên mua máy nào sử dụng ổn nhất? Riêng mình không thích sử dụng hàng đến từ China, và sản phẩm đó Xiaomi thành phố Hồ Chí Minh có còn hàng không? Chính bởi vì bạn không thích các máy có đến từ các hãng điện tử của Trung Quốc, thế nên là chính bạn đã tự làm
hẹp hơn khoảng phạm vi lựa chọn của chúng ta. Bởi vì thế mà có 3 cái tên mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. 3 cái tên mình xem là tốt nhất ở thời điểm này trong khoảng từ 3 đến 5 triệu. Đầu tiên là iPhone 5S và 99%. Phiên bản này thì cũng đang có sẵn tại Samsung Galaxy S với mức giá tương đối là dễ chấp nhận. Máy này thì vẫn sẽ lên được iOS 10 và rất là nhiều đặc điểm của nó, từ thiết kế cho đến các tính năng thì vẫn hoàn toàn không thua kém các sản phẩm điện thoại ở thời điểm hiện tại. Tức là sau 3 năm nó vẫn hoàn toàn có thể sử dụng tốt. Lựa chọn thứ hai là chiếc Galaxy Z7 2016 chứ không phải là Z7 Prime nhé. Máy này thì có giá khá là dễ chấp nhận, có màn hình lớn này, có camera với tốc độ chụp tương đối nhanh và ảnh cho ra khá là đẹp, và tốc độ xử lý thì rất là tốt so với tầm tiền. Và lựa chọn thứ ba đó là Zenfone 3 Max. Máy này thì vừa mới ra và nó có dung lượng pin cực kỳ lớn là 4130 mAh, mà máy thì rất là đẹp. Bộ nhớ trong thì đã tối thiểu là 32GB và RAM thì là 3GB. Nói chung là nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày của các bạn trong tầm giá đó. Cũng liên quan đến Galaxy Z7 thì chúng ta có một câu hỏi khác nữa đến từ bạn Hậu Võ. Em có nên thêm tiền để mua Galaxy Z7 2016 hay là mua Galaxy Z7 thường? Nói chính xác ra thì hiện tại chúng ta sẽ có 3 phiên bản Galaxy Z7 bán cùng lúc trên thị trường, đó là Z7 2015, Z7 2016 và Z7 Prime. Bạn rất là cần nên phân biệt hai cái này bởi vì giá của chúng chênh lệch nhau cũng tương đối là nhiều. Và nếu như câu hỏi của bạn là mua Z7 2016 hay không thì xin trả lời là bạn nên mua. Bởi vì đây, như mình đã nói, đây là một trong số những máy tốt nhất ở trong khoảng tầm giá từ 3 đến 5 triệu và không phải là một thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn có thể có kinh phí hơn một chút thì hãy đầu tư để có thể lên được Z7 Prime, bởi vì máy này sở hữu rất là nhiều đặc điểm hấp dẫn hơn hẳn so với Z7 2016. Ví dụ như là nó có màn hình kính cong này, nó có vỏ nhôm này, camera trước thì tự sướng đẹp này, tốc độ xử lý của nó thì cũng rất là mạnh. Và như vậy thì nó sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn trong khoảng 2 năm tới mà không hề có cảm giác lỗi thời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi liên quan đến sự so sánh giữa Apple và những phần còn lại của thế giới. Đó là vì sao camera trên iPhone, ví dụ như iPhone 7, thông số bèo hơn camera của Android, ví dụ như Zenfone 3 mà camera iPhone lại tốt hơn nhiều. Và vì sao chip của iPhone, ví dụ như Apple A10 nhân cùi hơn chip Android, ví dụ như MediaTek Helio X20 hay là Snapdragon 615, nhưng hiệu năng iPhone vượt trội hơn nhiều so với Android. Xem hỏi Nhân là gì luôn. Thế bạn, đầu tiên trả lời câu hỏi dễ nhất, Nhân chính là lõi xử lý. Ví dụ như là bạn có thể tưởng tượng như là chúng ta có một tập hợp các thành phần xử lý ở đây. Thì ở đây chúng ta có đây này, đây là một lõi này, đây là hai lõi, ba lõi, bốn lõi, năm lõi. Đấy, có thể hiểu đơn giản như vậy. Và chính là những thành phần tập hợp lại trong một khối để tạo ra được cho chúng ta sức mạnh xử lý trên những sản phẩm điện toán. Câu hỏi tiếp theo đó là về camera iPhone. Apple tạo ra được một camera trên iPhone có chất lượng cao bởi vì nó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố, mà độ phân giải thì không hoàn toàn là thứ mà Apple chú trọng ở đây. Bạn có thể thấy là thông số camera của iPhone có vẻ như là không đặc biệt, nhưng mà thật ra nó còn bao gồm cả phần cứng camera trang bị như thế nào này, hay là quy trình xử lý hậu kỳ của Apple. Hãng này thì sở hữu một công nghệ xử lý hình ảnh riêng biệt, mà tốc độ chụp ảnh của nó thì lại còn rất là nhanh, cũng như là các thuật toán xử lý của nó thì cứ rất là chính xác. Và ảnh cho ra thì gần đây mới có một số máy Android làm được khả năng mà iPhone đã làm từ vài năm nay, đó là chụp phát ăn ngay với tốc độ rất là nhanh. Nhưng mà thực ra thì Zenfone 3 cũng không phải là một điện thoại tệ ở khoản camera đâu nhé, nên là bạn so sánh với Zenfone 3 là cũng không chính xác lắm đâu. Tương tự như ở camera thì bộ xử lý trên iPhone luôn cho hiệu suất cao hơn dù đọc thông số có vẻ là thấp, bởi vì hãng này tự mình thiết kế chip xử lý và tối ưu hóa được những thứ như là băng thông bộ nhớ này, độ trễ này, khả năng thực thi các luồng xử lý. Và tất cả các tối ưu hóa này thì hướng đến chỉ một vài mẫu iPhone và iPad trong một năm, chứ không phải như là Android, một hãng sẽ sản xuất ra một loại chip xử lý và sau đó thì đem bán cho đủ các loại đối tác khác nhau trên đủ các loại nền tảng, đủ các loại cấu hình, và những tính tương thích của nó thì chắc chắn là sẽ tùy theo từng máy. Và đó chỉ là một vài tâm sự của các bạn trong số này. Và trong số của tuần sau thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Hải Yến. Có vẻ như là với Hải Yến thì các bạn sẽ hỏi rất nhiều thứ liên quan đến đời tư. Và Hải Yến thì cũng đã trả lời các bạn ở một số trước rồi. Tuy nhiên thì ở những số sau, hãy chú ý để hỏi những câu hỏi độc đáo hơn, chất hơn và không trùng lặp với những câu hỏi của các bạn đã hỏi lần trước nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.